Bài viết có tựa đề Nhạc sĩ Phú Quang qua đời được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online. Bà Trịnh Anh Thư, vợ nhạc sĩ Phú Quang, nghẹn ngào chia sẻ với Tuổi Trẻ Online. Nhạc sĩ vừa qua đời vào 8 giờ 45 ngày 8 tháng 12 tại Bệnh viện Việt Xô. Nhạc sĩ qua đời sau gần 2 năm trị bệnh, được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Phú Quang sinh ngày 13 tháng 10 năm 1949 tại Phú Thọ. Tên đầy đủ là Nguyễn Phú Quang. Ông nổi tiếng với hàng loạt ca khúc trữ tình, đặc biệt là Về Hà Nội và Mùa Thu. Ông được trao giải thưởng lớn Vì Tình Yêu Hà Nội năm 2020 khi đang nằm viện. Ông trở thành người trẻ nhất trong số những người được giải thưởng lớn nhưng không thể đến nhận giải. Ông Nguyễn Phú Ân, anh trai nhạc sĩ Phú Quang, phu nhân nhạc sĩ Phú Quang, bà Trịnh Anh Thư và con gái ông, nghệ sĩ Trinh Hương, đến dự lễ trao giải và thay mặt nhạc sĩ Phú Quang nhận giải thưởng. Tất cả đều xúc động trên bục nhận giải thưởng vì niềm vui lớn, nhưng nhạc sĩ Phú Quang không thể đến nhận vì lý do sức khỏe. Anh trai nhạc sĩ Phú Quang chỉ nói lời ngắn gọn cảm ơn ban tổ chức và ước giá Phú Quang ở đây. Bà Trịnh Anh Thư chia sẻ, bà rất xúc động bởi giải thưởng như một đặc ân cho chồng bà trong giai đoạn đặc biệt khi ông đang phải chiến đấu với bệnh nặng. Bà hy vọng giải thưởng sẽ là liều thuốc tinh thần quý, tiếp thêm sức mạnh cho nhạc sĩ Phú Quang để vượt qua những ngày vô cùng khó khăn hiện nay. Gần 2 năm trước, nhạc sĩ phải nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, ông được đặc cách chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Việt Xô. Nhạc sĩ Phú Quang đã bị tiểu đường 30 năm nay. Những năm gần đây, sức khỏe của ông yếu hơn trước, nhưng ông vẫn miệt mài làm việc, vẫn tổ chức live show. Cuối năm 2018, khi phóng viên Tuổi Trẻ gặp ông để viết bài, ông đã có dấu hiệu nhớ nhớ quên quên, hay kể lặp đi lặp lại một câu chuyện, và trí tuệ không còn tinh anh như trước. Nhưng khi khơi đúng mạch, Phú Quang sẽ nhớ ra rất nhiều chuyện hay để kể. Phú Quang là một người từng trải nên kể chuyện rất hay bằng lời và bằng âm nhạc. Ông là người sắc sảo, có duyên, hài hước và rất thông minh, nên mỗi lần ông làm live show đều có nhiều chuyện để kể và chia sẻ với báo chí. Phú Quang hiện sống với người vợ thứ ba. Ông luôn nói đến vợ và con riêng của vợ với tấm lòng trìu mến. Ông nhiều lần chia sẻ không bao giờ có khái niệm phân biệt con riêng, con chung. Con gái đầu lòng của ông là nghệ sĩ piano Trinh Hương. Nghệ sĩ Trinh Hương đã kết hôn với nghệ sĩ violon Bùi Công Duy. Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc Hà Nội. Ông từng học tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc, sau đó công tác tại các nhà hát, làm việc cho các dàn nhạc ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Ông nổi tiếng với những bản tình ca, những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội, những bản tình ca như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Nỗi nhớ mùa đông. Được rất nhiều người yêu thích, đã trở thành một phần của Hà Nội. Những bản tình ca của Phú Quang đều là những bản tình ca buồn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông đã lý giải vì sao ông hay viết về cảm xúc buồn. Đời sống của tôi nỗi buồn nhiều hơn. Nỗi buồn thường liên quan đến tình yêu, tất nhiên rồi. Đôi khi người ta cố gắng bấu víu vào tình yêu và luôn thất vọng. Tôi uống cà phê vì vị đắng của nó an ủi được lòng tôi, để thấy hóa ra đời sống này đắng cay mới là chính, ông trả lời.
thương với cuộc đời. Nhớ nhau dĩ vãng khẽ trôi về những khoảng trời đam mê, nhớ mà lòng khét khe. Có tôi trở về chốn không em, nắng tình cũ bên gió, hẹn lòng mình với trăng, hẹn lòng em với anh, ta sẽ yêu hơn một lần, hẹn ngày về có nắng, chiều trầm mình dưới mưa, khi nhớ thương đã vừa, để níu hương Sài Gòn xưa. Sài Gòn.